tự nhủ với bản thân ba điều này để giữ sạch vướng bận, sang năm mới mong cầu những điều tuyệt vời nhất. Chỉ những người miệt mài bước đi trên con đường của mình mới đạt được cuộc sống như mong ước. Chẳng biết từ khi nào mà tháng cuối năm đã kề cận. Những ngày đã qua, dù vui vẻ hay phiền não, dù viên mãn hay nuối tiếc, dù thành công hay thất bại, tất cả đều đã sang trang. Những điều mong mỏi chẳng thể thành hay những điều vượt ngưỡng bản thân thì thôi, không cần tiếp tục cưỡng cầu, đã đến lúc dung dị buông tay, để nhẹ nhàng, khoan khoái bước tiếp. Đã là tháng cuối năm rồi, hãy nói với bản thân rằng: 1. Dù tốt hay xấu, đó đều là trải nghiệm sống. Mỗi chương trong kịch bản mà số phận an bài đều có ý nghĩa riêng, nhưng bản thân hoàn toàn có quyền tự tay biên tập cuộc đời của chính mình. Mọi nuối tiếc hay sự chán nản hiện tại chỉ là cách để chúng ta chuẩn bị cho những điều bất ngờ và hạnh phúc sắp đến. Những chuyện ta tưởng rằng đã quá muộn nhưng thật ra, đó mới là thời điểm thích hợp nhất. Có người từng nói, tôi muốn yêu, tôi muốn ăn, tôi còn muốn trở thành một đám mây nửa tối nửa sáng trên bầu trời đêm. Khi còn trẻ và chưa trải nghiệm nhiều, cảm thấy câu nói rất hay ho, cho rằng đó là bản chất và ý nghĩa của cuộc sống này. Nhưng khi dần trưởng thành, lặn ngụp đã lâu trong biển trời các mối quan hệ, mới nhận ra đây mới chính là câu nói đúng hơn, cuộc sống là một quá trình rèn luyện không ngừng. Tuổi trẻ mộng mơ, ai chẳng mong đời mình sẽ trải đầy hoa và gấm, nhưng thực tế mới biết, trên hoa và gấm đấy lại có gai, có quá nhiều yếu tố bất ngờ không thể lường trước. Chắc hẳn bạn đã có những khoảng thời gian khó khăn trong 11 tháng vừa qua. Thất vọng trong các mối quan hệ, bối rối khi đứng trước các ngã tư đường, hay buồn bã về sự tầm thường của bản thân. Những điều đó như các đám mây đen răng mù, luôn thu hút sự chú ý của chúng ta, không thể bình tĩnh và tập trung vào con đường thẳng phía trước. Có thể bạn đã có những đêm vùi mình trong chăn và khóc lóc thảm thiết như đứa trẻ bị lạc đường. Có thể bạn đã có những trải nghiệm tệ hơn mà người ngoài chẳng thể hiểu được. Nhưng dù như thế nào thì đó cũng chỉ là một trải nghiệm nhất thời. Đừng quá lo lắng hay bị ám ảnh về nó. Chỉ cần bạn tập trung vào điều cần làm cho tương lai, khi bước càng xa, bạn sẽ thấy những điều đó dường như không còn rõ ràng nữa. Họa chăng, chúng sẽ biến thành những huy hiệu chứng minh cho sự nỗ lực và thành quả của bạn. 2. Đừng thù hằn với cuộc đời. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều là nhân quả. Bạn gặp phải người nào thì đó đều là những người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn. Và chắc chắn, họ sẽ dạy cho bạn thật nhiều điều. Có thể những người bạn tưởng chừng thân thiết lại làm chuyện không tốt, nhưng đừng vội giận dữ và mất kiểm soát. Mọi cuộc gặp gỡ đều giúp bạn trưởng thành từng ngày, đừng vướng mắc và cứ mãi nghĩ về điều đó. Người chiều chuộng dạy bạn sự tử tế và ấm áp, người tổn thương dạy bạn cách độc lập và hoàn thiện bản thân. Dù đã trải qua chuyện gì, hãy tin rằng người giúp đỡ bạn là ân nhân, người làm tổn thương bạn là ân nhân đội lốt kẻ xấu. Vì vậy, bạn không cần phải lúc nào cũng có ác cảm với ai đó hay với điều gì đó mãi mãi. Hãy để quá khứ trôi theo gió như những nhánh bồ công anh, để đôi bên đều có một tương lai thật khác. 3. Càng muốn điều gì lại càng khó có được, đây là chuyện thường tình. Tuy nhiên, mọi việc luôn diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Có thể bạn đã đắn đo rất nhiều trước khi kết thúc một mối quan hệ độc hại, nhưng chỉ khi kết thúc rồi, bạn mới thấy mọi thứ thật xứng đáng, vì bạn có thể gặp được người hợp với mình hơn. Rất thích một câu nói, cuộc sống sẽ cho bạn câu trả lời, nhưng không phải là bây giờ. Chỉ có thời gian mới khiến chúng ta nhìn rõ chuyện được mất trong cuộc sống. Hôm nay bạn chán nản vì đánh rơi ví tiền, làm sao biết ngày mai sẽ mất mà tìm lại được. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đi ngược lại với mong muốn của bạn, làm sao bạn biết được ngày mai sẽ có điều bất ngờ vượt mong đợi của bạn. Ví như lúc bạn hét lên với núi rừng, có phải bạn cũng phải đợi một lúc mới có tiếng vọng lại, đúng không? Câu trả lời đúng cần thời gian để suy nghĩ, tính toán và thực hiện. Cho nên, những ngày sắp đến hãy yên lặng chờ đợi và đừng quá lo lắng hay tự trách bản thân vì những điều mình chưa làm được. Thay vì nghĩ rằng tôi đã không làm việc đủ chăm chỉ để có vị trí cao hơn, hãy nghĩ rằng tôi đã làm việc thật chăm chỉ mới có được vị trí hiện tại. Tháng cuối cùng của năm, mong bạn hãy quên chuyện hôm qua và sống cho hiện tại, hướng đến tương lai. Nếu bạn không thể tìm ra điều mình muốn, hãy để nó đi. Đừng sợ rằng cái cũ đã đi thì cái mới không tốt, chỉ cần bạn không ngừng tốt hơn, thì mọi chuyện chẳng thể xấu đi được.